Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau đây. Công văn số 1319 về việc ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Đoàn viên thanh niên huyện Thạch Thành tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ tổ chức đêm hội trăng rằm Trung thu cho em vùng lũ. Xã Thành Kim phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi công văn số 1319 về việc ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành viên Ban Chủ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên rãnh thấp hoạt động mạnh kết hợp với nhiễu động trên cao. Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 12 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ xảy ra một đợt mưa, mưa rào và dông. Riêng đêm ngày 7 tháng 9 và các ngày 8, 9 tháng 9, dự kiến nhiều nơi có mưa to, khu vực phía Bắc và khu vực đồng bằng ven biển có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi đến 200 mm trên 200 mm. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2018, trên các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Thực hiện công văn số 206 ngày 6 tháng 9 năm 2018 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa để chủ động ứng phó với diễn biến của thiên tai, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất. Thông tin cảnh báo kịp thời đến toàn thể cán bộ và nhân dân biết để chủ động phòng tránh, đặc biệt đối với mưa lớn gây sạt lở đất và ngập úng, chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, hạ lưu hồ chứa, bố trí lực lượng tuần tra sẵn sàng ứng phó đảm bảo an toàn các công trình đê điều hồ đập, kiểm tra rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, các hộ dân sống ven sông suối, hạ lưu hồ đập, chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán dân tại các vùng có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, nhất là những khu vực bị ảnh hưởng trong những đợt thiên tai vừa qua. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Chu chi nhánh Thạch Thành chủ động sẵn sàng thực hiện phương án vận hành các trạm bơm tiêu úng để chống úng cho cây trồng và ao nuôi thủy sản. 3. Thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện theo điểm được phân công chỉ đạo, chủ động nắm chắc tình hình, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các xã, thị trấn,